Bây giờ, tài sản của công ty đã bị giám đốc Lâm rút sạch và chạy trốn, không còn gì để thế chấp, nên ngân hàng không đồng ý cho chúng ta vay một khoản tiền lớn như thế đâu ạ. Nếu chúng ta không có khả năng thanh toán các thiệt hại vào cuối tháng này thì một số các doanh nghiệp lớn sẽ kiện chúng ta. Bọn này, dám xuống miệng đi chơi đúng không? Đi vậy! Ngậm mồm bóng tóc táng vỡ mồm bây giờ. Đi vậy! Nhanh! Mày thích đẩy tao không? Hả? Nhờn chó nó chó lên mặt đúng không? Mấy anh ơi! Cút đi chỗ khác để tao dạy em tao! Đi vậy! Đi! Này tao tha, mà lần sau còn chạy trốn nữa ấy thì tao chặt được gãy chân, nghe rõ chưa? Tiền đâu? Đi làm cả buổi được bằng này tiền à? Hả? Chúng mày ăn hại đấy. Mà mũ con này đâu? Cái gì? Rơi á? Có mỗi cần câu cơm mà mày cũng để rơi mất. Thế thì mai tự ngửa tay ra mà xin tiền đi. Nhớ chưa? Hết cả mình. Đã bảo bao nhiêu lần rồi, phải rên gì ỉ ôi thì người ta mới thấy thương, người ta mới cho tiền. Hay là phải để tao đánh cho chúng mày một trận, chúng mày nghe lời. Thế thì phải biết điều, đã theo tao rồi ấy, nó bỏ chết cũng không được cãi, nghe rõ chưa? Cho nó nhịn nói. Vâng ạ. Mà mình kiếm thêm mấy đứa nữa đi, chứ trông chờ mấy đứa trẻ con này ăn hạ chết đói cả lũ. Vâng ạ. Kiếm đủ 1 triệu về cho tao. Không kiếm đủ 1 triệu ấy thì đừng về. Mà cấm bép xép chuyện này với ai nhá. Bép xép với ai ấy, tao đánh cho gãy chân. Được chưa? Đi đây. Ê ạ, ê. Anh ơi, em đói quá. Anh có cái gì không? Cho em xin với ạ. Mày điên à? Các ông đây còn chưa có gì thì bỏ mồm. Lấy đâu tiền cho mày? Cút tao chỗ khác đi. Anh ơi, em mới ở tù ra mà em đi đâu họ cũng đuổi em hết. Các anh cho em về làm đệ của các anh đi. Em nguyện làm trâu làm ngựa để phục vụ các anh ạ. Mặt mũi trông cũng xinh xắn đấy. Dạ. Nếu mà không ngại khó ngại khổ ấy dạ, thì đi theo bọn anh đảm bảo không thiếu việc cho cô em đâu. Em cảm ơn các anh ạ. Đi. Dạ. Lên xe. Dạ. Nó quá. Nhà đúng có đàn bà đàn gái khác. Cơm canh con lành hẳn. Nhờ. Vâng. Này, của chúng mày đấy, ăn đi. Chúng mày mà không ăn nhá, tao cầm gậy đánh chết chúng mày đấy nghe không? Đứa nào bỏ thừa cơm á, tao cho ăn rác hết. Nghe chưa? Ăn đi. Khá quá nhờ. Con này đúng là có tố chất. Ở nhà trông của nó nhá. Anh đi ra ngoài có việc đây. Dạ vâng ạ. Đi. Vâng. Đưa cô, để cô lấy cơm mới cho các con ăn nhá. Đây, các con ăn đi. Đừng sợ. Cô xin lỗi vì lúc nãy có hơi to tiếng với bọn con. Thế nhưng mà nếu cô không làm vậy thì hắn ta sẽ nghi ngờ cô mất. Cô đúng là người tốt. À, hôm trước cô thấy con đánh rơi mũ nên là cô mới đi theo và tìm được bọn con ở đây đấy. Hôm đấy con á có tình làm rơi mũ, cô đi theo vào giúp một con đấy ạ. Đúng là một cậu bé thông minh. Được rồi, cô sẽ giúp đỡ bọn con và đưa bọn con về nhà nhá. Ăn đi. Cảm ơn cô ạ. Ừ. Tiền đâu? Sao hôm nay vẫn kiếm được ít tiền thế này? Mà cái gì đây? Bánh ở đâu ra đây?
ơi, hôm trước chỉ cho hai anh em cháu nhịn ăn, em cháu đói quá suýt ngất nên cháu mới. Ai cho chúng mày lấy trộm tiền của tao để đi mua bánh hả? Cháu xin lỗi chú ạ, cháu sẽ kiếm tiền trả chú ạ. Xin à? Ăn bánh đúng không? Đây mày ăn đi, mày ăn đi, mày ăn một chân luôn đi. Đại ca mày ăn. Đại ca mày ăn đi. Ôi mẹ ơi, bố ạ. Anh bỏ mẹ ra. Con này, mày dám phản chủ à? Con này, mày muốn chết rồi đúng không? Người chết được sống là anh hắn ta thì có. Tôi đã giao nộp cho công an để xác tất cả các bằng chứng. Anh bạo hành trẻ em, bắt các chúng kiếm tiền nữa. Bây giờ cảnh sát đang điều tra về đường dây của anh đấy. Mày, hóa ra mày là gián điệp à? Mày đi, nhớ bắt tao ấy. Con đừng sợ nữa. Từ bây giờ trở đi sẽ không ai có thể làm hại các con được nữa. Cô sẽ đưa các con về để các con không phải chịu khổ sở nữa nhá. Alo ạ. Dạ vâng vâng. Có gì đâu anh. Dạ em thấy việc bất bình nên em giúp đỡ thôi ạ. Dạ, được làm việc với công ty của anh đúng là hồng phúc của em ạ. Dạ vâng, em cảm ơn anh. Alo, mày biết tin gì chưa? Ừ, đúng là nhờ làm việc tốt nên là các báo đài đưa tin. Ừ, công ty tao được cứu sống rồi đấy. Bây giờ công ty nào cũng muốn hợp tác với công ty tao hết. Check không kịp mọi tay luôn. À, mà nghĩ lại ấy, tao cũng thấy mình liều thật đấy. Ừ, thế ngày mai mày có rảnh không? Thì đi khảo sát mặt bằng với tao. Tao đang tính xây thêm vài cái nhà tình thương nữa để cho mấy bé không may ở đó. Được, được, ok, bye bye mày nha. Đang yên đang lành, cô đi vào đây đánh tôi ra đơn lỗi này xong hỏi tôi có làm sao không ạ? Tôi sẽ gọi công an vô cùng lũ giang hồ các cô lại đấy. Ê, anh đừng có nóng. Chẳng qua là tôi mãi đi đánh game với bạn tôi nên hơi nhầm phòng một xíu thôi. Có gì anh bỏ qua chúng tôi nhé. À, tôi sẽ trả tiền thuốc men cho anh. Tôi không cần. Hai người cút ra khỏi cho tôi đi. Cảm ơn nhé. Mới đến được một tháng nên không biết, có gì nhờ anh giúp đỡ nhá. Hôm nay, cô xử lý hết đồng dưới tôi này cho tôi rồi mới được về.
thiếu một bản ấy là tôi sẽ báo sếp phạt trừ lương cô đấy. Anh bị dở hơi à? Cả cái đống này ấy làm đến sáng mai cũng không xong đấy. Đó là việc của cô, tôi không quan tâm. Anh đúng là cái đồ nhỏ mọn. Chắc là tính trả thù mình vụ hôm trước đấy mà. Đàn ông con trai gì mà chẳng biết thương hoa tiếc ngọc gì cả. Tôi trù cho anh á, ế cả cuộc đời luôn. Mệt quá. Từ bao giờ mà mình trở thành nhân viên gương mẫu nhất công ty không biết nữa. Về muộn nhất công ty. Tất cả là tại hắn ta ấy. Ủa, mà hắn ta làm gì vẫn chưa về ta? À, mình phải cho cái tên ẻo là chết tiệt để một bài học mới được. Phải tìm cái gì buộc cái cửa này lại để cho hắn ta ở trong công ty cả đêm luôn. Tại sao ông trở lại bất công với tôi như vậy? Này, anh có làm sao không? Ngồi xuống đây. Uống với tôi đi. Hôm nay là ngày giỗ của cô ấy. Chúng tôi đã yêu nhau được 4 năm. Đến khi chuẩn bị kết hôn thì xảy ra tai nạn. Nhưng mà tại sao? Tại sao người chết không phải là tôi mà lại là cô ấy? Chính tôi là người đã đâm xe cơ mà. Chứ cô ấy có tội tình gì đâu. Tôi nghĩ anh đừng tự trách bản thân mình như thế có được không? Với cả mọi chuyện cũng xảy ra lâu rồi mà. Tôi nghĩ cô ấy cũng không muốn nhìn thấy anh như thế này đâu. Tôi đúng là một thằng đàn ông tồi tệ mà. Đến cả người mình yêu cũng không bảo vệ được. Mọi người nhìn tôi chắc nghĩ rằng tôi ghét phụ nữ lắm. Nhưng mà thực ra tôi rất sợ. Tôi sợ làm cho một ai đó đau khổ thêm một lần nữa. Cuộc đời của tôi cũng bất hạnh lắm. Ai nhìn cũng tưởng tôi là một cô gái mạnh mẽ. Nhưng mà thật ra tôi cũng chỉ gồng mình lên thôi. Nhà tôi nghèo lắm. Đã thế, mẹ kế và con trai của bà ta còn lừa tôi ngủ với đại gia, sau đó lấy tiền ăn chơi, bây giờ còn dọa dẫm tôi sẽ tung clip nóng của tôi lên trên mạng. Tôi cũng không biết phải làm thế nào cả. Tôi đã chuyển rất là nhiều công ty rồi, cũng chạy trốn nhiều lần, nhưng mà chưa một phút giây nào mẹ con bà ta buông tha cho tôi cả. Của Ngọc Tê, tại sao lúc đó không báo công an? Tôi không muốn mẹ tôi biết. Mẹ tôi bị bệnh tim nên là yếu lắm. Nếu mà bà biết được chắc là bà sẽ không sống nổi mất. Cô đúng là một cô gái mạnh mẽ đấy. Đừng lo, chúng ta có duyên, tôi sẽ giúp cô.
quên đằng em rồi. Cậu đến đây để làm gì hả? Tôi đã bảo rồi, chỉ có chạy đằng trời ấy, thì cũng không thoát khỏi mẹ con tôi đâu. Chuyển nhiều công ty mà làm gì? Tiền đâu? Tôi đã gửi cho mẹ con cậu cả một cục vào tháng trước rồi mà. Nhưng mà tiêu hết rồi. Thế thì tôi hết tiền rồi. Bây giờ mày muốn gì? Hả? Một ấy, là mày đưa tiền. Hai ấy, là clip của mày sẽ bị lộ trên mạng. Cho đi! Chạy ra cô ấy ra. Mày đang làm nào? Tôi là người yêu của cô ấy. Và kể từ bây giờ trở đi, tôi cấm hai mẹ con cậu động vào một sợi tóc của Hồng Anh. Người yêu à? Cái loại này cũng có người yêu à? Thế ông Anh đã biết quá khứ của em đó chưa? Hay là lại bị lừa rồi? Quá khứ của cô ấy thì tôi có thể không quan tâm. Nhưng còn quá khứ của hai mẹ con cậu ấy thì tôi đã cho người điều tra và biết rất rõ. Tội dọa dẫm, tung clip nóng lên mạng, xâm phạm đến nhân phẩm, danh dự và tinh thần của người khác, cộng thêm tội tổ chức đánh cờ bạc trái phép, như vậy đã đủ để truy tố hình sự chưa? Về mà lo cho bà mẹ già của cậu đi. Thằng khốn! Mày là cái gì? Mày là cái gì mà đòi biết chuyện của tao? Hả? Là chủ tịch của tập đoàn NCT, như vậy đã đủ chưa? Tôi đã nhờ hết tất cả các mối quan hệ giúp đỡ để tìm hiểu về hai mẹ con cậu đấy. Alo, có chuyện gì với mẹ? Con về ngay. Chúng mày nhớ đấy. Anh là chủ tịch thật à? Hồng Anh à, những điều anh vừa nói là thật lòng đấy. Em là bạn gái anh nhé. Tôi không xứng. Dù cho quá khứ của em thế nào thì anh vẫn sẽ luôn yêu thương và bảo vệ em.